Trước hết, ta sẽ tìm hiểu về khái niệm của tiếng. Một tiếng thì sẽ được viết thành một chữ. Ví dụ, cô chọn tiếng học. Cô nói là học và cô viết là. Như vậy, tiếng học được viết thành chữ học. Hoặc là cô chọn từ. Hoặc là cô chọn tiếng vui và cô viết được thành một chữ. Vui. Như vậy, tiếng là đơn vị nhỏ nhất để cấu tạo nên từ. Như vậy, tiếng là đơn vị nhỏ nhất để cấu tạo nên từ. Chúng mình cùng tìm hiểu thêm về tiếng và cô sẽ lựa chọn câu ca dao. Anh em như thể tay chân, sách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần. Chúng mình cùng tìm hiểu về tiếng trong câu này nhé. Trong câu này, ta sẽ có các tiếng được ghi thành từng chữ. Anh, em, như, thể, tay, chân. Vậy câu này có tất cả 6 tiếng. Tiếp theo, sách, lành, đùm, bọc, dở, hay, đỡ, đần. Có tất cả 8 tiếng. Và chúng ta sẽ cùng phân tích từng bộ phận của tiếng. Trong các bộ phận của tiếng sẽ gồm âm đầu, ta còn có thể gọi là phụ âm đầu hoặc gọi là âm. Bộ phận vần và thanh. Bắt đầu với tiếng Anh. Âm đầu không có. Vần, anh. Thanh là thanh ngang.